Nam Quang với là anh Mai Vũng Tàu với anh Nguyễn Tiến Dũng không có cái gọi là cãi nhau hay xích mích, hay là có những người muốn mấy anh em gọi như là gây lộn với nhau hay cãi nhau, thì cái chuyện đó nó sẽ không có xảy ra đâu quý vị nha. Okay. Tôi cứ nói về cái vụ mà chị Hằng chị chửi bậy tầm bậy tầm bạ đó à. Nhiều người cứ chửi đi chị, chửi cho vui chị, chửi đó đi, chửi đó đi. Nhưng mà quý vị không thấy được cái tác hại lâu dài của nó. Để tôi kể ông nghe à. Hồi đó ông nhớ ở bên Việt Nam phim trắng đen, coi phim tiệp khắc Liên Xô Ba Lan rồi đó ừ. Thì tôi nhớ kế bên nhà, cách nhà tôi mấy căn à. Có anh chị đó, có đứa con nhỏ, nó rất là dễ thương, mà nó hay hỏi, con nít thì hay hỏi ừ. Cái con bé đó nó nghe cho nó đây là tội phạm hiếp dâm vậy thôi. Cái ừ. nó hỏi bố, bố hiếp dâm là cái gì vậy bố ừ. Cái bố nói hiếp dâm hả con, hiếp dâm là uống nước, uống nước. Không biết trả lời sao với con gái vậy, cái vượt coi vậy bất ngờ quá đúng không, không có gì đâu con, hiếp dâm là uống nước, nghĩa con nít nó quên không ừ. Trời đất ơi, chừng nửa tiếng sau bố ơi con muốn hiếp dâm. Nó muốn uống nước. Mà con nít đó, đầu óc nó trong sáng đó, nó cái gì mà vô đó là nó nhớ ừ. Bố ơi con muốn hiếp dâm. Trời đất ơi, cả nhà tá quả luôn. Ê cái gì vậy. Cô cho mẹ nó, anh sao nói cái gì, anh đâu có biết, anh nói là để giải thích, tại nó hỏi bất ngờ quá thì nói đại cho xong đi để mình coi ừ. À đó, bố con muốn hiếp dâm vậy, là con muốn uống nước đó, mà vậy đó ừ. Thì bây giờ mà quý vị mà đang cổ vũ chị Hằng nha, rồi mai mốt rồi mẹ ơi L là gì, ví dụ vậy ừ. Nghe ví dụ này là cái L là cái bánh đó con ừ. Đó. Mẹ ơi con muốn ăn cái L, thấy mẹ không. Đúng không quý vị. đúng không như một đi, cái này chuyện vui nhưng mà là nghiêm túc nha. Một ngày chuyện có thật, nếu một ngày nào đó mà con bố ơi cái lời gì mà là cái gì à ừ. Rồi cái không giải thích được ừ. Giờ không lẽ giải thích lòng thòng cho con nít cái đó là cái gì, là tiếng lóng đó, là cái bộ phận gì gì ừ. Sao được đúng không ừ. Giống như con nít hồi xưa mới hỏi má đẻ con sao vậy, thì cũng phải nói con đẻ từ nách hay là con cò đem tới ừ. Hay là từ rúng hay gì đó, thì mình phải trả lời như thế nào cho con nít cho nó đừng có hỏi nữa. À, ừ. Nhưng những cái điều mình trả lời nó nằm trong đầu đó đó. Ờ. Nha. Yeah. Ồ có bạn Vi ừ. Vi Vân Nguyễn có nói là các anh đừng có đôi co nữa. Thì Nam Quang xin phép anh Nguyễn Tiến Dũng trả lời nhanh cho bạn Vi Vân Nguyễn là cái vấn đề này á không có cái chuyện đôi co gì cả ở đây hết. Mình chỉ phân tích những cái sự kiện xã hội. Nam Quang và để cho mọi người qua đó mà học hỏi, không phải học hỏi mà là có kinh nghiệm về cái cách ứng xử của mình sau này, và có thêm những cái kiến thức. Dũng học kiến thức từ quý vị qua những cái comment. Đúng. Qua những điều chị nói ừ. Anh chị nói Dũng học được. Thì những cái mà Dũng đã trải qua, đó không phải là kiến thức mà là học biết được những cái kinh nghiệm mà mình chưa trải qua, nhưng mà có thể Nam Quang trải qua rồi, Tiến Dũng nó chia sẻ qua rồi, mà nó chia sẻ ủa sao mình nghe uổng à. Dạ đồng ý đúng với lại anh Nguyễn Tiến Dũng. Thì Nam Quang sẵn đây cũng nói luôn nè, là ngồi làm việc chung với anh Nguyễn Tiến Dũng, Nam Quang học rất là nhiều. Tại những cái bài mà anh Dũng chia sẻ đó, nó hay và nó có ý nghĩa quá. Và Nam Quang, nhiều khi Nam Quang không biết những cái bài học đó. Thành ra rất là cảm ơn ông. Ủa những cái bài, những cái chia sẻ của ông rất là hay. Dũng chia sẻ nha, Dũng không thuyết giáo, Dũng không khuyên nhủ, Dũng không có okay. bắt buộc hay là Dũng không có dạy đời. Hy vọng cái này gì? Là cái câu trả lời cho tất cả những cái quý vị khán giả mà comment vô nói là ồ, đừng có nói về cái chuyện này nữa, đừng có đôi co nữa. Nhưng mà thật sự đây, chúng đôi tôi co, không có đôi co với ai cả. Còn cái gì thấy đôi co thì đừng nghe. Giống như Dũng nghe Lý Lắc hay là bánh mì gì đó, bé tí gì đó, nhiều người vô nó chửi Dũng, nó chửi Dũng. Ủa Dũng nghe chi vậy, đó có học ừ. học hỏi gì được điều gì đâu à. Đúng không? Đâu có học hỏi hay là đâu có biết thêm gì cái gì đâu mà tự nhiên cái mình nghe mấy đó làm chi. Thì cái này cũng vậy, quý vị thấy đó là đôi co. Ủa gì vậy thôi nghe làm chi. Rồi. Rồi còn thêm cái như này nữa, trả lời luôn. Có bạn anh hỏi là mấy anh có nghe cái video clip của anh Mai Vũng Tàu trả lời phỏng vấn anh Quốc Võ hay không? Ở trên kênh anh Quốc Võ. Thì thật ra Nam Quang cũng có nghe rồi. Và những cái Nam Quang tôn trọng những cái suy nghĩ của anh Mai Vũng Tàu. Thì anh nghĩ như vậy, cứ để cho anh nghĩ như vậy đi.
chúng tôi thật sự ra vẫn là bạn bè với nhau. Anh tôn trọng cái suy nghĩ của Nam Quang với lại anh Tiến Dũng thì Nam Quang tôn trọng cái suy nghĩ của anh. Những cái người nào thích nghe anh Mai Vũng Tàu trình bày thì qua bên đó nghe. Còn phía bên này thì anh Nguyễn Tiến Dũng với lại Nam Quang vẫn nói những cái suy nghĩ của hai anh em thôi. Cái đó là cái mà Nam Quang muốn nhắn đến quý vị. Có nghĩa là Nam Quang với lại anh Mai Vũng Tàu với anh Nguyễn Tiến Dũng không có cái gọi là cãi nhau hay xích mích, hay là có những người muốn mấy anh em gọi như là gây lộn với nhau hay cãi nhau, thì cái chuyện đó nó sẽ không có xảy ra đâu quý vị nha.